Hai các bạn, trong video này thì mình cùng các bạn trải nghiệm thử cái lẩu tự soi của Omachi. Và cái lẩu này là bắp bò riêu cua, trọng lượng của nó là 299g ha. Và cái lẩu này sẽ được mở bán tối đêm nay 0 giờ ngày 15 trên Lazada. Thì cái chương trình sale này từ 0 giờ cho đến 12 giờ ngày 15 thì anh em mua cái lẩu này nè. Cái giá của nó sale khi mà áp mã xong thì còn là 89.000. Khi mà anh em đặt hàng trong cái thời gian này thì họ sẽ tặng kèm cho anh em một cái gói mì Omachi và thêm một cái hộp nhà của Phúc Long ha. Và đây là ngoại quan của cái hộp lẩu Omachi. Thì cái bao bì của nó sẽ có hai cái phần thiết kế ha, một là hình của cô gái và hai là hình của một cái lẩu, và mặt trước thì nó in căn bản thôi về cái hộp lẩu này, và ở cạnh bên hông thì nó có một cái phần hướng dẫn sử dụng chi tiết. Bên đây thì nó để là lẩu tự soi trong 10 phút, thì bây giờ mình sẽ mở ra và dùng thử cũng như là test thử cái chất lẩu này cho anh em xem ha. Lẩu tự soi hiện nay trên thị trường thì mình thấy về Trung Quốc á, với lại là Hàn Quốc thì họ làm khá là nhiều. Omachi của Masan thì họ mới làm đây, tuy nhiên thì mình thấy họ hoàn thiện đóng gói cũng rất là ok nha anh em. Thì mình mở ra. Và bên trong thì anh em sẽ thấy đầu tiên là một cái đôi đũa. Đôi đũa này ăn với cái lẩu này hợp đó, nhưng mà nó hơi nhỏ. Ở đây thì nó sẽ có một cái bọc topping để bằng tiếng Việt luôn nha. Cái này thì bắp bò và nấm và mì khoai tây. Ở cạnh dưới thì nó sẽ còn nhiều hơn cho anh em. Ở đây thì nó có một cái phần xốp cà chua nè. Và ở đây là xốp gia vị lẩu. Và một cái phần bịch riêu cua. Kèm theo đó là một cái phần gói tự soi. Đây thì nó có một cái phần khay để anh em đổ những cái phần gia vị lẩu ra. Đầu tiên thì mình sẽ xé gói mì khoai tây bỏ trước ha. Một gói mì, nếu mà ăn không đủ thì anh em mua trong cái đợt lần này thì Omachi họ tặng cho anh thêm một cái gói mì nữa, tổng cộng là hai gói, thì mình nghĩ sẽ ăn ok hơn. Tuy nhiên một cái combo lẩu như vậy một người ăn thì thật sự phải nói cũng cực kỳ là thoải mái rồi, không có vấn đề gì đâu. Trong đây thì mình thấy có bắp nè và bò, cái này là bò hầm ha, bò hầm như cua. Đây thì nó một cái bịch riêu cua. Riêu cua thì phải nói cực kỳ là nhiều luôn. Riêu cua này thì ở trong nó sẽ có thêm cái kiểu cà chua nha anh em. Đây là những cái phần rau củ topping đi kèm. Tổng cộng thì anh em sẽ có đâu đó khoảng những cái rau củ sấy khô ha. Và ở đây thì cái phần sốt có cả muỗng cho anh em nữa. Và một cái phần sốt cà chua. Và đối với lại là cái phần gia vị lẩu và những cái lẩu này thì nó sẽ có một cái phần mứt nước để cho anh em đổ vô tới cái mứt đó ha. Anh em sẽ dàn trải cái phần này ra. Xong rồi anh em sẽ đổ cái mứt nước. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần mứt nước. Khi mà anh em đổ thì đổ tới cái phần mứt đó là ok. Tiếp theo đây là cái phần gói tự soi ha. Những cái phần thông tin đây anh em mở ra và cho cái gói tự soi vào trong cái phần này. Anh em sẽ đổ nước vô. Ở đây thì mình còn một cái phần chai nước nữa. Nó có một cái vạch chỉ là nước đổ ở tới cái mức nào đó, thì anh em để ý thì nó sẽ có một cái phần mức nước ở tới dưới đây, thì anh em đổ vô đúng ở với cái mức là được. Anh em nhớ ha, thì cái gói tự soi này nó sẽ kiểu nó hơi có nước vô thì nó sẽ hơi nổi lên và nó sôi lên. Anh em đợi một tí thì cái nước nó sẽ ngấm vào trong gói tự sôi ha. Và nó nở lên. Xong rồi anh em sẽ đặt cái phần lẩu này vô. Đúng với lại là cái phần khớp của nó ha. Cuối cùng là anh em đậy cái phần
nắp này lại. Đợi trong 10 phút là có thể thưởng thức được. Và anh em thì hiện tại mình đợi khoảng hơn 10 phút tí rồi. Thì mình thấy nó rất cứ rất còn sôi ha. Bây giờ mình sẽ gỡ ra. Ôi trời ơi, nó nóng. Anh em thấy cái hơi nó lên dữ không? Mình thấy Omichi họ làm cái gói tự sôi phải nói là khủng khiếp á. Sôi khá là mạnh. Ở đây thì mình có một cái phần đũa mà họ tặng kèm ha. Cũng giống như là cái muỗng. Tuy nhiên thì do mình quay ở nhà nên mình xin phép bỏ cái đũa này ra nha. Rồi mình sẽ dùng cái đũa của mình ở nhà. Tại vì mình thấy cái đũa nó hơi ngắn quá. Một cái phần lẩu này nếu mà một người ăn thì mình nghĩ rất là thoải mái nha anh em. No. Khá là nhiều. Ở đây thì mình thấy có bắp bò nè, tàu hũ nè, và có tàu hũ ki. Cũng giống như là có những cái phần rau củ mà họ sẽ khô. Có thêm bắp và một cái phần riêu cua dưới đây. Bò thì mình thấy họ cũng làm cũng ok, cũng nhiều á. Đầu tiên thì trước khi mà ăn những cái món lẩu hay là món mì á thì mình hay húp thử cái nước để xem bắp bò riêu cua này nó như thế nào ha. Mình ăn lẩu vậy mình thích trụng mì, ăn mì thường thường mì mà trụng lẩu thì khá là ngon, tùy theo mỗi người thôi. Làm khá là vừa ăn, khá là vừa ăn anh em. Cái kiểu nước mì của Omichi thì anh em cũng biết, cái mì khoai tây á thì nó kiểu nó sẽ thiên hướng về cái hơi, cái hậu của nó sẽ hơi ngọt ngọt, và sợ mì Omichi thì khá là dai. Ở đây là mì của Omichi ha. Thì bây giờ mình sẽ thử cái mì ha. Sợ mì nấu nãy giờ nhưng mà ăn cũng rất là dai và mềm. Đây là phần bò, mình thử ha. Bò này là họ sẽ hầm và đóng gói ăn, có mùi vị thịt bò nha anh em, không quá dai, vừa phải. Và đây là cái phần tàu hũ. Tàu hũ thì được chiên cái phần vỏ ngoài khá là dai và xốp. Đây là cái phần tàu hũ ki nha anh em. Dai. Đây mình thấy có thêm cái phần măng nè, giòn á. Bắp Mỹ khá là ngọt. Nếu mà một người cá nhân thì mình nghĩ ăn một cái phần lẩu như vậy thì khá là no. Ngon nhất của cái nồi lẩu này là tinh túy của nước lẩu, riêu cua, bò hầm ha. Nước lẩu mùi riêu cua rất là đặc, mùi vị khá là ngon. Mình thấy riêu cua họ cho rất là nhiều á. Cái phần dầu dán mỡ trong cái phần mì thì mình thấy cũng vừa phải. Rau củ và nêm nếm gia vị thì nó rất là phù hợp với lại là cái hương vị cũng giống như là cái khẩu vị của người Việt Nam. Nên thử nha. Link mua của lẩu tự sôi Omachi thì mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em bấm vào anh em tham khảo và mua. Mua từ 0 giờ tới nay cho đến 12 giờ trưa ngày mai thì anh em sẽ được tặng thêm một cái gói mì bò hầm và một cái hộp trà của Phúc Long. Giá chỉ sale còn 89.000 thôi, rất đáng để cho anh em trải nghiệm nha. Một người ăn khá là thoải mái và cái hương vị rất là đậm đà và nó đúng gu đúng chuẩn của người Việt Nam. Còn bây giờ mình sẽ tắt cái camera và thưởng thức hết cái nồi lẩu tự sôi này. Ba anh em.